tin giáo sứ Sơn Lộc, giáo sứ Sơn Lộc hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Vào đêm 24 tháng 12 năm 2018, lúc 20 giờ, cha chánh xứ Du xe Nguyễn Văn Thân đã khai mạc đêm diễn nguyện với câu lời Chúa: "Chúng tôi đến bái lại người". Buổi diễn nguyện đã thu hút khoảng 8.000 người, cả người Công giáo lẫn người Lương giáo. Sau 60 phút diễn nguyện. Thánh lễ được bắt đầu và cùng đồng tế với cha xứ du xe có cha du xe vũ văn lực dòng phan xico viện tu cha an tôn lê ngọc tĩnh dòng thừa sai việt nam tham dự có quý tu sĩ thuộc hội dòng mẹ nhân ái khoảng 2.000 giáo dân và bà con ngoại giáo mọi người cùng nhau hướng về đoàn rước cha du xe nâng cao tượng chúa hài đồng hát dâng một bài hát và kính cẩn đặt tượng chúa hài đồng vào hang đá theo lời cha an tôn giảng Đấng sinh ra là Thiên Chúa, là đấng đầy uy quyền đã tự hạ mình xuống làm thân phận nhỏ bé, sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Từ đó cho mọi người thấy được rằng Thiên Chúa yêu thương con người và hy sinh bản thân mình vì yêu thương nhân loại, vậy chúng ta phải yêu mến Ngài và yêu thương mọi người như Ngài đã yêu thương. Sau thánh lễ, mọi người ra về trong niềm hân hoan, vui mừng và được tràn đầy hồng ân Chúa trong dịp đại lễ mừng chúa giáng sinh